chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra quay lại những chùm nho cho các bạn xem bây giờ nó chín đỏ như thế nào rồi nha. Đó, những trái nho nè, bây giờ nó chỉ như vậy thôi, chắc khoảng 2-3 tuần nữa mình sẽ hái nho nha các bạn. Bây giờ thì chỉ chín thôi, chưa có chín lắm nha. Khi nào mà nó đỏ ướm lên nhìn thấy đẹp, thiệt đẹp á, là mình hái ăn trái rất là ngọt. Bây giờ chỉ vậy thôi, đó. Ra đỡ, ăn đỡ như vậy đi. Sang năm mình sẽ trồng một loại nho khác bự hơn. Cái nho này nho nhỏ đó. Đây, này gió nó lắc nó rụng hết trơn cái bông. Bây giờ còn được cái mấy bông thì nó ra được chừng này trái thôi các bạn. Ở bên này nữa nè. Đó, cái cành này nó rung rinh vậy nè. Lúc mà nó nở hoa đó, nó bị rớt hết trơn bông à. Đó, các bạn thấy nho rõ chưa? Nhìn những trái thấy thương chưa nè. À, mặc dù chưa có chín hẳn ha, mới bắt đầu ửng đỏ thôi, nhưng mình quay cũng thấy dễ thương ha. Cái bữa nữa nó chín nữa đẹp lắm á. Đó, khoảng 2 tuần nữa, 2 tuần nữa ra hái ok ha. Chắc ngon lắm á. Đó, trồng cả năm rồi giờ mới được ăn. Đây nữa nè, quá chừng ở trong này nè các bạn, thấy không? Ở trên này nữa. Đó, trồng nho này là nho này mình mua nho người ta ươm lên á, từ những cái nhánh nho mà trưởng thành đó các bạn. Ta bán gốc nho cho mình, cái mình về mình trồng. Mình trồng đúng có một năm thôi là nó ra trái. Đó, ở trên kìa. Đó, mỗi lần cái bữa nó cắt nho không biết mình có phải cần cắt hết lá không ha. Thôi chứ không cắt hết lá đâu, để vậy rồi mình đi tìm từng chùm mình cắt. Đây đây đây, ở trong này nè các bạn thấy không, chỗ kia kìa, chỗ kia một chùm này nó mắc ở trong một cái góc ở đây nữa nè. Đó, cũng nhiều ha. Đó, ở trên kia làm sao mình quay đây. Cái chùm trên kia, chùm này này. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Nó cao quá, mình phải nhóm lên. Ớ, rớt rồi, rớt trái rồi, ủng chưa? Đó, nhìn dễ thương chưa? Dễ thương ha. À, bò qua một cái vài cái ra những chùm nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình trồng là mình cũng thấy quý rồi. Nhìn dễ thương hết sức luôn nè. Quá đã luôn các bạn. Nhìn thấy thương, thấy thích dễ sợ luôn. Trên này nữa nè. Đó, toàn là tới chiều trời, chiều chiều tối tối mới rảnh ra quay thì hết ánh sáng rồi. Đó, các bạn thấy không? Có nho để hái là vui rồi. Ở đây nữa nè. Ở đây nữa nè các bạn. Ở trên không biết ở trên đó có bị mấy cái lá nó che nho không nữa, còn cũng nhiều lắm á, chắc bắt cầu thang lên tìm chứ. Đó, năm trước á. Năm trước thì cây nho còn nhỏ, lúc nó ra trái là nó ra ở dưới cây, gần cái gốc này nè các bạn. Bây giờ lớn rồi nó cao, cái nó ra trái gác lên trên vàng. Thì chỉ thấy những cái chùm chùm như vậy thôi. Bên này nữa nè. Đó, mình trồng nho thì mình mua cái gốc nho, lúc đó mình mua có một khúc vậy thôi nè các bạn. Đó, khoảng 2 gang tay thôi à, mình mua một khúc vậy đó, người ta bán ươm lên được mấy lá. Mình mua về mình trồng. Một năm thôi là thấy trái rồi. Thôi ha. Bây giờ thì cây nho này đã 2 năm rồi. Cũng ra cho mình mở trái cho vui nè. Đó. Trái đông đưa đông đưa. Có là ok rồi. Đây, bị gió thổi nè. Rồi những cái bông này nó không có lớn nè, nó teo. Nè, cái chùm này nó teo, nó chỉ lớn mấy trái thôi. Chắc ít bữa nữa phải đào xuống dưới gốc đó, bón thêm phần. Ôi, dàn nho xinh đẹp mình đã quay xong rồi đó các bạn. Đó, nhìn từ xa thấy không? Bây giờ trái nó đỏ, nó chín đó, mình mới thấy nè. Đó, mấy bữa thì xanh lè, nó trùng với cái màu lá không thấy, bây giờ rọi lên là thấy nè các bạn. Cái dàn nho này nó tốt nữa là nó ra trái nha, nó bò nó rủ xuống dưới luôn á. Nhìn dàn nho quá xinh đẹp nè,
Rồi mình đã quay xong dàn nho cho các bạn xem rồi đó, theo lời hứa hôm nay đã quay rồi nha. Rồi bây giờ xách cái hộp đi tìm dâu nè, coi có trái dâu nào thì hái đó. Dâu thì đã hết mùa, đang nghỉ ngơi để ra trái. Mình tìm thùng nhất không có nè các bạn. Rồi thùng 2, thùng 2 thì thấy toàn là trái non, chỉ là trái non thôi. À có nè, cũng hay ha. Wow, ở dưới này có nữa nè, nè nè nè, ngon chưa đó. Tưởng đâu là không có, có rồi, hái thôi, đã quá. Cái trái thấy thương thiệt á, đẹp à, nhìn rõ ràng sáng ngời. Dễ thương đó. Một trái vô trong cái hộp thủy tinh, bữa nay đổi hộp nằm nha, hộp thủy tinh đàng hoàng đó. Và trái dâu nó trong trẻo nhìn nó dễ thương, dễ ghét không. Rồi tiếp tục đây, đây có ba cái. Và cái vị nó thơm lắm, cho nên mấy nhỏ nhỏ ra hàng cái là mấy con sâu á, nó đi du lịch ở đâu nó cũng biết, nó về nó ngửi là nó cạp một cái rồi nó đi tiếp, mình không bắt được nó. Cái bữa nào cũng mua vé đi du lịch theo con sâu, thử nó tới cái vườn nào nó ăn, mình đi theo, mình ăn theo nó mớ ha. Đó. Rồi thùng 2 đã xong. Thùng 3 có gì không? Thùng 3 là cái thùng mà mình đã thu trái nhiều nhất trong năm này, mà bây giờ đang nghỉ ngơi nữa rồi. Đó, lá thì khô rang, khô như vậy thành phân luôn các bạn. Mình lười biếng nhặt lá quá. Đó, khoảng 2 tuần nữa là dâu này sẽ tốt lắm, tại có mưa đó. Đó. Thùng 3 không có gì, nhìn xung quanh coi có trái nào lông thông không? Không có các bạn ơi. Đây đây đây. Đây nè, đây nè. Tưởng không có. Có đây, hái liền thôi. Wow. Chắc nụ nha. Đó, mấy trái này nhìn không có đẹp mắt lắm nhưng mà ăn ngon lắm. Sực 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 giòn giòn chua 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 chua. Nói tới đây là đã thèm rồi. Ngon quá. Rồi, ở đây. Thùng thứ 5. Thùng thứ 5 lúc trước mình cũng thu được nhiều trái lắm nè. Hôm nay có cái gì đây? Đây, có được trái màu hồng nè. Hái ha. Trái này cũng ok nè. Hái. Còn trái nào nữa không? Cái trái gì bị héo rồi nè, có chút xíu xíu nè. Hái đi làm quà cho con thỏ. Đó, dễ thương ha. Còn nữa không? Đó các bạn ơi, hôm nay hứa với các bạn là phải ra tìm dâu, hái một hai trái gì cũng phải hái. Các bạn nói với mình là nhớ dâu quá rồi, chịu không nổi nữa. Đó, mình phải ra tìm hái, không có cũng được. Không biết làm sao các bạn yêu thích những trái dâu nhiều như vậy ha. Đó, thấy các bạn yêu thích thì mình còn yêu thích mạnh hơn nữa. Nhìn dễ thương hết sức, những bông hoa nè, quá đã luôn đó. Dâu nghỉ ngơi nha các bạn, chưa có tiếp tục ra trái đâu. Bây giờ nghỉ ngơi xong rồi ra được bông nữa rồi ra trái cuối tháng 11 là ngủ đông luôn đó. Rồi cái thùng bubble không, cái thùng này là dâu bạch tuyết. Dâu bạch tuyết thì cũng đâu có ra trái gì đâu. Thôi bubble berry nè, bubble berry ra một đống bông ở dưới này, chỉ ra bông thôi đó. Suốt ngày cứ ra bông, trái thì không thấy gì, bông nở quá chừng ha. Rồi có cái nào lòng thông không? Mỗi lần ra đây là mấy cái cây gai này nó đụng nó cái là chảy máu liền rồi các bạn. Muốn nhổ cũng nhổ không được nữa. Để lấy cái cuốc đi. Rồi, thùng thứ mấy đây? Thùng thứ mấy vậy các bạn? À, thùng thứ 7. Thùng thứ 7 có trái không?
Dâu đang nghỉ ngơi mà. Nghỉ ngơi ra trái đó. Có trái nào? Bubble berry nè. Bubble berry nè. Nó lòng thòng qua bên chậu người ta nó mọc. Đó, trái màu hồng đẹp chưa các bạn? Đó, che bubble berry mà cuối cùng bubble cũng ra cho mình trái nè. Dễ thương ha. Ngộ hết sức luôn. Hồng thiệt là hồng. Hồng còn có mấy cái chấm chấm chấm. Đỏ tươi hết luôn. Cái chấm này các bạn ha. Đỏ thiệt là đỏ. Thôi. Xem. Ở đây nhiều cái gai quá các bạn thấy không? Gai quá. Đụng chỗ nào nó cũng chích chỗ đó. Ở đây. Wow các bạn ơi. Đây. Đây là chùm dâu triệu view. Đó, mình cấy qua bên này bây giờ nó ra trái nè. Thì đã thiệt. Đó. Ra trái dày mới ra chứ ha. Ai mà ra nhỏ nhỏ như dâu bubble berry nhỏ quá. Trái thì đã nè. Hái thôi. Đó cái chùm của nó nè. Một chùm. Đẹp ha. Đó, nhìn thấy cưng không? Hái thôi. Hái cũng dễ nè, sao bây giờ cuốn dày mà hái dễ thế. Ngon chưa? Ngon chưa? Đó, bỏ vô đây nha, nhẹ nhàng. Nhìn cái dầu thấy hấp dẫn. Thiệt là hấp dẫn. Đó, hôm nay các bạn nói năn nỉ cô đó, cô ra cô coi dừng dâu lại dùng nó cái đi. Năn nỉ khi ra rước được mấy trái dâu vô nhà liền các bạn. Các bạn không năn nỉ, không nói mình ra cái là mình không ra được. Không ra là mấy cái trái dâu này nó hư hết trơn. Đây chùm nữa nè. Đó, vậy hết rồi đó. Bên này chùm nữa nè. Đây chùm. Các bạn thấy không? Rồi, thùng thứ 8. Thùng thứ 8 có trái nào? Thùng thứ 9 chứ, không có trái nào ấy hả? Đó. Có nguyên cái chùm này nè các bạn. Vậy thôi à, thùng thứ 8 vậy thôi. Hết rồi. Đó. Sau khi mốt dâu 8 thùng đã được chừng này nè các bạn. Đó. Có hai cái dâu bự nhất nhìn hấp dẫn quá chừng ha. Rồi mình sẽ đi qua thùng dâu triệu view. Triệu view đâu rồi? Triệu view ơi. Khỏe không? Nhìn sao mà khô cằn thế này, không biết có trái không nữa. Đó, đừng có khinh thường tôi nha, có chừng hái nhiều lắm á. Đây. Một trái quá là dễ thương nè. Các bạn ơi, trái này ngon lắm á. Hái thôi. Còn trái nào nữa? Trái này ok, hái luôn. Đó, hai trái của thùng dâu triệu view rồi đó các bạn. Ngon ha. Đây, cái chùm này có ra trái gì không? Thôi nó héo quá à. Làm sao đây? Còn nữa không? Đó, bây giờ tiếp tục ra bông nè các bạn. Đây, có một chùm nè. Hái thôi. Hái luôn trái hườm luôn. Vô ăn cho nó đã. Có con gì bung vậy? Ok. Rồi, còn cái gì nữa? Nè, chỗ này chậm ra hái nó bị hư hết rồi nè. Hư chưa? Nè, hư hết rồi các bạn. Uổng quá. Hư rồi. Bị úng rồi. Trái nào ok ha? Còn ok nè. Wow, mới thấy trái nào. Wow. Các bạn ơi, tưởng không có chứ, có cái trái này. Đừng có cho con gì cắn nha. Nhìn thấy đã quá à. Vui ra một cái, thấy một trái đỏ tươi à. Nhìn thấy thương thiệt nè. Thấy ghét ha, dễ thương quá à. Bứt cái cuốn dài dài nè. Wow, đẹp quá. Thấy thương chưa? Về ăn cái thấy đã ha. Ngon. Đó, hôm nay tuy ít nhưng mà hái được mấy trái bự quá chừng luôn. Các bạn thấy chưa?
Hôm nay ra hái cũng không có cái gì mà thấy thất vọng ha. Cũng có trái cho mình đó. Quá, quá đã luôn. Đó. Wow, ở đây có một trái tí nị này, nhỏ chút xíu xíu này, bị con gì nó xớp này. Mấy trái này nó nhiều mật thơm lắm. Nó ra một cái là nó thơm ngát cái bà đầu. Mấy con nó tới cắn liền. Thơm. Còn nữa không? Mà chừng sót trái nào. Wow, wow, ở đây này các bạn ơi, mới thấy nè. Đây, 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 đây. Đây. Ngon quá, hấp dẫn, thiệt là hấp dẫn nè. Trái này giòn lắm nha. Cắn ở đây nè, cái xịt một cái xong nó giòn giòn. Cái mình ăn xuống dưới nó mềm, nó ngọt. Thiệt là thơm, ngon nè. Trái này thì đã lắm. Đó, không tệ ha. Được mớ dâu nè. Đâu có tệ đâu. Tưởng hết mùa dâu rồi chứ. Wow, ở dưới này có cái trái gì đỏ đỏ nè. Mình mới thấy đây. Đừng có em nào cắn. Wow, nhìn cái trái cũng đã quá ha. Mấy cái trái này ăn ngon lắm á. Ngộ hết sức luôn. Đó, dễ thương, tìm chỗ dễ thương nằm. Thấy cưng chưa? Mấy trái dâu này, dâu bubble berry nè các bạn. Nó hồng ha. Nằm vô mấy trái dâu đỏ mới thấy bubble berry nó đẹp. Nó hồng quá chừng. Còn nữa không? Tìm tiếp, tìm tiếp. Ham quá rồi, mê quá rồi. Hái được mấy trái lại muốn tìm tiếp. Mấy trái nữa. Mấy trái này nó hư nè các bạn. Đó, mình không ra hái nó hư hết trơn. Ủa. Còn nữa không vậy? Cái này chắc bị hư nè. Không ra hái nè, hư. Cái này ok nè. Này chưa bị con gì cắn hết các bạn. Cái trái này chắc mình làm bông tai mình đeo chắc đẹp lắm á ha. Đó, ai có lỗ tai xỏ vô cái đeo trái dâu ok. Bữa nào mình đeo thử trái dâu thử nó có đẹp không ta. Quá dễ thương ha. Còn trái nào bự bự mà bị che khuất không? Bây giờ mình mà tìm ra chắc mình mừng lắm ạ. Có trái nào bự không? Trái nhỏ nè. Wow, ở đây nè. Đó, may không mình kêu hết rồi mình đi vô cái là mất mấy trái nè. Ngon chưa? Ok ha. Hái thôi. Tuy lá nó khô khô nhưng mà cái trái nó rất là dễ thương. Tròn vo. Bỏ vô nha. Đem cái tô nó, bà thủy tinh này ra vừa y. Hái vừa đủ. Còn nữa không? Còn nữa không? Tìm đi, tìm đi. Có ra nữa không? Đây, 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 đây. Đây. Đây nè, núp hả? Dễ thương chưa các bạn? Đó. 50 đi tìm được cái trái này rồi. 50 15 20 25 30. Đó, tìm ra một trái. Dễ thương ha. Còn nữa không? Chẳng lẽ mình đứng đây mình tìm từ đây đến tối? Cái mỗi lần tìm, mỗi lần ra trái thư vậy cũng được ha. Nó sẽ tìm hồi, cái nó nở ra trái. Ồ, các bạn ơi. Các bạn nè, nhìn mấy con sâu nè, coi nè, nó núp như vậy. Đó, mấy cái ngó dâu nè, mình mới trồng sâu nè. Nó núp, nó ăn nè. Rồi nó rớt rồi mất tiêu rồi. Dục nó ra đỡ đi. Đó, mình trồng bữa hôm mà giờ nó ra rễ nè. Mới dỡ nó lên giờ nó rớt đi đâu mất tiêu rồi. Đây nè, một mớ đây nè. Hi, sâu nè, ghê chưa? Các bạn thấy chưa? Ghê quá chừng là ghê. Đó, nó bò lên tay mình nè. Dục ra xa ha. Dục ra xa. Nó bò lên chắc tới ngày mai. Đây cũng có một trái hươm nè. Cái hươm này bị úng rồi. Mấy con sâu nè, nó ghê quá. Đâu rồi, mới cái... Đây cũng có trái ok nè. Ha, dễ thương nha. Mới cái bụi dâu mình mới nhổ lên đâu mất rồi các bạn ơi. Mình mới nhổ lên đây mà. Các bạn ơi, hôm nay cây Việt Quốc chín cũng hơi nhiều nè các bạn. Đó, chín thì mình cứ hái thôi. Mỗi ngày chín vài trái. Chín trái nào thì mình hái trái đó. Khi nào nó chín hết thì thôi các bạn.
Chứ mình cũng muốn cho nó chín một loạt luôn để mình hái hết, nhưng mà nó đâu chịu đâu. Chỉ vậy thôi. Hái cũng đã thích rồi các bạn. Đó. Vừa được ăn ngon mà vừa hái thích thú lắm các bạn ơi. Nhớ các bạn nào ở Mỹ mua cây Việt Quất, cây blueberry về trồng nha. Ngon chưa? Đây nữa nè. Đó, cầm cho cẩn thận, thôi đổ hết rồi. Đây, nó có cái tô riêng đây, tô riêng đây. Kế bên là tô dâu. Tìm chỗ để cái. Ok ha. Bên này, một chùm bên này được, ngày nào cũng có trái cây cho mình hái, ok ha. Đừng có mùa đông. Mùa đông thì cũng thiệt là đẹp, nhưng mà cũng thiệt là lạnh. Lạnh quá cái mình sợ luôn à. Còn nữa không? Ở dưới có chín không? Đây nè, một chùm chín nè các bạn ơi. Biết thấy rõ chưa nữa, mờ quá à. Đi vô thay pin ha. Trời đã tối rồi đó các bạn, mà đang quay nửa chừng cái nó hết pin. Mình phải vô mình thay pin xong rồi ra quay tiếp nè. Thì hái được cái chừng này thôi à. Đó, dễ thương ha. Bên này thì dâu. Dâu quá xinh luôn. Xinh quá chừng cái trái này. Cần thiệt là cần. Đây nè, đây có mấy trái nè, chưa chín lắm thì để khi khác hái. Thì dưới này, cái chùm ở dưới này có chín không? Rồi đó. Đã hái được chừng này hôm nay nè các bạn. Việt Quất nè. Đó, cứ ngày ra hái như vậy cũng có trái cây ăn ha. Rồi bây giờ đi qua mình hái thêm trái gì nữa. Cà chua. Cầm có hết không đây? Lên tốt quá mà chưa ra hái nữa nè. Đó. Mọc chung với hành với hẹ rồi lên. Xanh ngon ha. Hái vô miếng tối. Đó, ăn miếng rau sống nè, sáng mai ăn quá chừng nè các bạn. Đó, ra trái tươi tốt một thời gian là bắt đầu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để tiếp tục ra cái ngọn mới khác này các bạn thấy này. Đó, bây giờ đang ra thêm cái ngọn rồi dài cái thân này nè, nó dài thêm ra nữa, ra ngoài này nó ra thêm trái nè các bạn. Đó, năm nào cũng vậy á, ra trái một thời gian là nghỉ nghỉ mệt ha, nghỉ mệt để phát triển cái ngọn đó các bạn thấy không. Trời nó mờ quá quay không rõ, bên này cũng vậy. Nghỉ cả hơn tuần 2 tuần rồi nè, đang ra trái nè, đang ra những cái bông cái này các bạn đó. Hồi cái nhành này nè, cái nhánh này nó dài lắm, dài nó đổ ra ngoài giống như một cái bồn cau vậy đó. Đây cũng vậy luôn, thấy không? Đó, cũng ra trái nè. Quay làm sao cho nó rõ ha. Có rõ không biết. Rõ chưa các bạn? Nguyên hàng cà chua nè các bạn. Bây giờ xem có trái nào thì hái trái đó nha. Đó, nguyên dãy cà chua của mình đó. Dài xuống tới bên kia. Bên kia có 2 bụi, một bụi trắng, một bụi vàng. Cà chua của mình trồng trễ cho nên chín trễ nè. Đó, có vài trái chín rồi đó. Trái cây mình hái còn để đây nè. Đây, cây cà chua màu vàng này có hình trái nè các bạn. Đó, trái hấp dẫn ha. Căng tròn luôn. Nè. Cưng ha. Đó, trồng cái cà chua mà ăn thấy ngọt.
Đem cái dĩa này ra để dĩa cân. Hái. Con gì cắn lên nè. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 là cà chua nó tàn hết các bạn. Bây giờ là mùa cà chua chín. Ập hết trơn xuống dưới rồi. Cà chua là trồng dễ nhất trong tất cả các loại rau quả đó các bạn. Đó, rất là dễ sống. Giống như phân mà mình ủ phân rau quả dư thừa cơm nước rồi đó. Nó chưa có hôi mục mà trộn vô đất, cà chua nó vẫn chịu. Mới đầu nó mình trồng vô nó hơi vàng vàng, từ từ cái nó bám được phân, cái bắt đầu nó xanh cái cây lên rồi nó nở hoa, nó ra trái, thấy thương lắm. Dễ trồng. Mình không biết bên Việt Nam sao chứ ở Mỹ là cà chua rất là dễ trồng. Ra trái thấy đã chưa? Trời nó cũng mờ lắm rồi. Cảnh vật mờ thì trái cà chua cũng mờ theo nè. Không có còn sáng nữa. Cũng thấy ok ha. Đó. Có cái dĩa cân hái. Đó, hái cà chua hườm vô luôn. Để một ngày, hai ngày là nó chín. Mấy trái nè, còn nữa không? Giờ là mấy con sâu nó cũng không tha cà chua luôn các bạn. Cà chua mà chín nó nghe cái mùi thơm thơm được ngọt ngọt cái là nó lên nó ăn hết trơn. Mùa này là mùa trái cây ưu đãi cho mấy con sâu này. Mình vô nhà mình ngủ cái tối nó gặm nhấm hết mấy cái trái cây của mình. Đó, được chừng này cà chua nha, cái cây này hái mấy lần rồi. Đó, cà chua đó. Ngon ha. Cái trái này ăn mới hấp dẫn nha. Ngọt, ăn một lần là nhớ hồi luôn các bạn. Thì quất được có chút xíu à. Đó, củ quý đó. Củ quý thì được ít. Đầy dĩa cân kia ta. Sắp đầy rồi đó. Lên trên này hái nữa. Tạm thời để dâu với việc quất nằm đây. Lên trên này hái. Ok, ở đây có một trái nè. Ngon quá. Còn nữa không? Lên trên này nè. Chín nè. Rớt đầu mắt rồi. Đây cũng có mấy trái đậu này. Mình hái để nó già quá đây nè. Này các bạn, nó ra hột luôn rồi. Thành hột rồi. Mới hái được trái rồi đó. Trên này vẫn còn nè. Hái trái cây là thích tay nhất ha. Không có gì mà thích bằng hái trái cây, hái rau quả. Đây nè, nguyên cả chùm nè. Để chừng này nè các bạn. Nè, bạn thấy không? Như chùm nho ha. Trái nó ngon, nó giòn, nó ngọt, thiệt là ngọt. Cà chua vậy đã, thiệt là đã. Ở trong này mình còn trồng chung với cà chua lớn nữa nè. Nhìn ngộ chưa? Đó, một cây thôi mà hai ba lọ trái. Nó đeo lên nè. Đó, từ nhỏ tới lớn, từ cây bầu của mình chưa? Đó, bây giờ nở hoa nè, rất là xinh. Thì hoa này là hoa đực nè. Đó, hôm nay coi cái bông cái nó nở không? Chiều tối rồi các bạn. Đó, sau khi mình kích thích cái gốc, mình lấy cây tre đó, mình xỏ ngang nè các bạn thấy không? Đó, cây tre nè. Bữa hôm mình xỏ cây nhỏ quá, cái gốc này nó lớn, nó bít cái lỗ của cây tre. Cái mình lấy cây tre lớn hơn, mình lấy con dao mình tách ngang cái gốc rồi mình bỏ qua nè các bạn thấy chưa? Đó, nó tức nó ra rất là nhiều trái. Các bạn nhìn trái nè. Ha, đây là trái nhỏ tí nè, đang lớn nè. Đây có một trái quá bự luôn.
lớn được trái này chắc cũng 6-7 ngày rồi đó. Nhìn nó còn non mướt luôn. Đó, các bạn thấy những sợi lông tơ của trái bầu chưa? Đó, trời cũng tối quá, mình quay không biết có rõ không nữa. Đó, xinh quá ha. Trái bầu này đem vô ăn là ngon, thiệt là ngon luôn. Nhưng mà bầu này là bầu dài nha các bạn. Mình trồng còn dài nữa đó, dài hơn 1 mét luôn. Nhìn cái trái thấy cưng chưa? Đó, đụng nhẹ nhẹ thôi. Để xuống đây mấy ngày nữa sẽ lớn. Mong là cái trái này nó dài ra, không biết làm sao nữa. Còn có chút xíu nữa tới đất rồi. Dài ra chắc mình cột ngang qua ha. Mình cột ngang về mình cho nó dài. Ok. Đó, còn rất là nhiều trái nữa nè. Nè, đây nè. Một trái, hai trái. Trái bự nè, trái bự trái thứ ba nè. Quá chừng đã. Rồi, bốn trái. Đẹp ha. Đó, trái bầu da bông bông giống thỏ bông đó. Bên này nữa, nhóc luôn á. Đó, trái ơi là trái, nhiều ơi là nhiều ha. Kết quả tốt, kết quả quá tốt đó. Đó, các bạn nào cứ trồng cây không ra trái, trồng những cái dây, dây bầu, dây bí, loại dây đó, thì mình sẽ lấy cây tre xỏ ngang qua cái gốc, giống vậy thì sẽ ra trái. Đó, trái nào trái nấy cũng đang chuẩn bị lớn ha. Không dám đụng mạnh này, đụng nhẹ nhẹ thôi. Ồ, thấy cưng ha. Cưng quá, cưng quá. Ở dưới này nè các bạn thấy cưng không? Mớ ở đây luôn. Nè, đã chưa? Đó, mình quay từ trên xuống cho các bạn xem nè. Đang phát triển lớn lên đó. Đẹp ha. Trái này có cái chấm gì con gì chích rồi đây nè. Trái nào mà nó vàng vàng, nó hư hư thì các bạn ngắt đi ha, đừng có để. Rồi ở bên này nữa nè, bên này cũng có hình trái nữa nè. Đó, chỗ nào cũng có trái. Trong này có không? Mấy bữa nó bò xuống đất á, bây giờ mình gác hết lên, mình treo lên, không dám làm vàng. Đất chặt quá, làm vàng là mấy cây khác khỏi ra, khỏi sống luôn. Làm vàng nó che ánh sáng lại, mình cột đứng cây bầu lên các bạn. Đó, cột đứng cứ treo treo lên về rồi nó ra được trái nào nó hay, hay trái đó đấy. Bây giờ sao vậy? À, ngày mai mốt thì sẽ nở mấy cái bông cái này, thì mình sẽ thụ phấn, mình lấy hoa đực giống như này, trong này nhiều phấn lắm, rồi mình thoa lên phấn của cái hoa cái. Hoa cái là cái hoa có cái trái, hoa đực nó không có trái nha các bạn. Hoa cái đây, đây là cái hoa cái ngày hôm qua nè. Ngày hôm qua cái cây này, cái hoa này nó nở không có phấn. Hoa đực nó chưa nở, bây giờ nó úp lại rồi, nhưng mà mình thoa đại vô đi ha. Thì được cái gì thì được, nhiều cái nó được, nhiều cái không được. Có đó, thoa đại nó được cái gì thì nó được ha. Đó, dính phấn như rồi đó các bạn, thấy chưa? Thoa vô đi. Rồi, ngày hôm qua đâu có hoa đực đâu thoa, có mình cái hoa cái này nữa à. Các bạn chín thùng thì được chừng này nè. Dễ thương chưa? Những trái dâu đỏ mọng mà. Nhìn cái trái nè, thương thiệt là thương. Trái nào cũng vậy đó. Trái nhỏ thì có nét đẹp riêng, trái lớn cũng đẹp riêng luôn. Nhưng mà trái lớn nhìn thích hơn ha. Nhìn cái trái thấy đã thiệt. Đây nữa. Ngon quá các bạn. Đó, mời các bạn ăn nha. Không biết chút nữa mình có vô nhà mình ăn không nữa, hay lười biếng khỏi quay luôn quá à. Rồi, xong rồi đó. Kết quả hôm nay đã hái được chừng này trái cây nè các bạn ơi. Dễ thương ha. Dâu nè. Đó, cà chua nè. Dễ thương ha. Việt quất nè. Việt quất. Ra ít trái quá chừng, hái được chừng này thôi. Ok rồi. Rồi, đã hái xong vườn hôm nay nha các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xem mình hái cho vui nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha.
Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.